Rồi, Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác. Thì hôm nay em Quốc Hùng xin mời tất cả bác thăm âm về cái bộ rebound Yamaha. Thì em đang ghép là con Yamaha Free C45 và bao Yamaha BC2002M. Rồi mời tất cả bác thăm âm rồi em sẽ giới thiệu chi tiết về từng sản phẩm cho các bác tham khảo. Xin mời các bác cũng lắng nghe. Trong tay người hồn sẽ cùng say bao khốn khó phục mãi, tôi không cần vào nghĩ
sẽ không được chút tình vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Thì các bác vừa thám âm qua chiếc cái bộ combo R bao Yamaha gồm một sản phẩm là R Yamaha C45 và bao Yamaha BC2002M. Về những dòng BC2002M này thì rất là quen thuộc với tất cả các anh em chơi âm thanh, những dòng bao rất là hầm hố và được thiết kế rất là thẩm mỹ cho anh em sưu tầm về trưng bày. Thiết kế nó là hai đồng hồ vô phía mặt trước, kim vải rất đẹp nha anh em. Rất là hay sưu tầm về những dòng này. Và điều đặc biệt thì hôm nay thì Quốc Hùng về được một con bao Yamaha chạy sò Mexico. Thường là những dòng này chạy sò Sanken. Đa số là chạy sò Sanken nha. Hôm nay về được một con chạy sò Mexico nha. Rồi, em xin phép đi vào chi tiết ruột gan của sản phẩm Yamaha BC2002M. Em sẽ tắt máy đi. Mời anh em đi vào xem chi tiết ruột gan của sản phẩm nha. Đây là nắp lưng của nó nha anh em, đã tháo rồi. Nắp lưng rất là đẹp nha, rất là đẹp. Rồi chúng ta đi vào bên trong của sản phẩm chiếc đáy Yamaha BC2002M. Thì con này về trong tình trạng là zin nguyên bản và rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp. Này là cục tem phôi xuyến rất là bự, và phía dưới này là hai cái tụ lọc nguồn rất là bự nha nè, và gồm trong này thì gồm 5 cái tụ nhỏ nữa, và ví nó là vi kép, hai ví công suất kép nha. Về sexy thì còn rất là mới, sáng sexy còn sáng bóng nha nè, sáng bóng. Anh em xem soi những cái sợi da điện nó còn rất là mới mới tinh luôn. Con này thì về cực kỳ là đẹp, mặt mũi thì không trời xước nha, chỉ có vài trăm li ti lên cái quai sách. Đây, em quay rõ cho anh em xem luôn nha, vài trăm li ti thôi nha, còn mặt mũi là hầu như là rất đẹp, không trời xước gì nha. Này là keo dính này nè, cực kỳ đẹp. Rồi đi vào cái phần sò của sản phẩm. Đây sò Mexico nha anh em. Con này là chạy full sò Mexico nha. Thì có những dòng này một vế bên này là chạy Mexico. Có những cái con một vế bên này chạy Mexico, một vế bên này thì nó chạy là Sanken. Hoặc là một giấy bên này là Mexico, một giấy bên này Sanken. Nó lắp ráp là như thế, nhưng mà nói chung là hàng là nó nghiêng bán hết nha anh em, hàng riêng nghiêng bán hết. Rồi con này được cái là con này nó chạy full Mexico luôn. Rồi chúng ta đi vào mặt sau sản phẩm. Mặt sau sản phẩm thì gồm phía trên là hai cầu lo đây, và chỗ khác nó là ta từ 8 đến 16 ohm, nút gạt cho chế độ stem mono. Đường vào thì gồm hai cổng Canon và hai cổng rách 6 ly. Hiện tại em đang chơi cổng rách 6 ly nha. Anh em chơi cổng rách 6 ly thì anh em gạt qua đây, gạt qua bên 6 ly, và anh em chơi ba Canon, ba lăng thì gạt qua Canon. Canon được quảng cáo nha. Còn rất là mới nha anh em, sáng tròn luôn nha. Rồi sản phẩm còn cực kỳ là đẹp nha anh, còn nghiêng cả chân cho anh em luôn. Có nhiều con về nó mất chân, mất cái chân này. Rồi con này thì bên em đang bán với giá là 12 triệu nha anh.
12 triệu. Em đã bao ship toàn quốc cho anh em nào yêu thì nhanh tay liên hệ với Wong để sở hữu dòng sản phẩm BC202M này. Tất cả dinh dưỡng bán hoạt động hoàn hảo cho anh em. Hàng mới cập bến nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn anh em ở video sau nha.